Xin chào, hôm nay Money Studio xin phép điểm lại những tin tức tài chính chính trong tuần vừa rồi. Đầu tiên phải kể đến là diễn biến thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Tổng quan thị trường chứng khoán tuần ngày 16 tới ngày 20 tháng 8, VN Index quay đầu giảm hơn 41 điểm sau 3 tuần tăng trưởng. Sau 3 tuần trong xu hướng đi lên, VN Index trong tuần giao dịch tuần ngày 16 tới ngày 20 tháng 8 lại ghi nhận sự điều chỉnh sâu. Nối tiếp đà tăng của tuần trước, phiên giao dịch đầu tuần được đánh giá là tăng trưởng mạnh mẽ với nhóm ngành dẫn dắt là ngành chứng khoán, khiến thị trường bật tăng gần 14 điểm, cùng thanh khoản bùng nổ. Tưởng chừng đà tăng trong phiên thứ 2 sẽ nối tiếp sang phiên hôm sau, thì phiên thứ 3 lại là phiên thị trường bị điều chỉnh do áp lực bán đè lên nhóm ngành bất động sản, cùng ngành vận tải bị chốt lời dù ngành thép tăng trưởng. Chỉ số VN Index chốt tuần tại 1.329 điểm, giảm 41,53 điểm tương đương với 3% so với tuần giao dịch trước đó. Chỉ số HNX cũng giảm 5,47 điểm, về mốc 338 điểm, giảm 1,6%. Thanh khoản trong tuần giao dịch vừa qua được đánh giá là bùng nổ với tổng giá trị giao dịch bình quân trên sàn HOSE đạt 28.308 tỷ, tăng tới 18,65% so với tuần giao dịch trước đó là 23.858 tỷ. Trái với việc thanh khoản tăng mạnh thì khối ngoại trong tuần này lại bán tháo khốc liệt với tổng giá trị bán ròng lên tới 5.469 tỷ, chủ yếu nhắm vào các mã chủ như HPG, VIC, SSI và VHM. Tiếp theo là diễn biến thị trường chứng khoán nước ngoài. Phố Wall hồi phục trong phiên giao dịch thứ 6 cuối tuần ngày 20 tháng 8, khép lại một tuần đầy biến động do lo ngại về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ. Kết thúc phiên ngày 20 tháng 8, chỉ số Dow Jones tăng 225,96 điểm, tức 0,65%, lên 35.120,08 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 35,87 điểm, tức 0,81%, lên 4.441,67 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 172,87 điểm, tức 1,19%, lên 14.714,66 điểm. Trong tuần, S&P 500 giảm 1,11%, Dow Jones giảm 0,59% và Nasdaq Composite giảm 0,73%. Chứng khoán châu Âu quay đầu tăng điểm trong phiên ngày thứ 6 nhờ cổ phiếu bán lẻ, song vẫn đánh dấu tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 2 năm 2021 do dấu hiệu tăng trưởng kinh tế chậm lại và dịch bệnh hoành hành. Kết thúc phiên ngày 20 tháng 8, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 29,04 điểm, tức 0,41%, lên 7.081,90 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 42,23 điểm, tức 0,27%, lên 15.808,04 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 20,22 điểm, tức 0,31%, lên 6.626,11 điểm. Kết thúc tuần, FTSE 100 giảm 1,81%, DAX giảm 1,06% và CAC 40 giảm 3,91%. Chứng khoán châu Á tiếp tục đỏ lửa trong phiên giao dịch ngày 20 tháng 8. Chứng khoán Nhật lao dốc do sau khi Toyota cắt giảm sản lượng trên toàn cầu, gây sức ép lên cổ phiếu ô tô. Chứng khoán Trung Quốc giảm khi nhóm cổ phiếu công nghệ vẫn chịu sức ép lớn từ các quy định thắt chặt của chính phủ. Và chứng khoán Hồng Kông giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 9 tháng qua do lo ngại sâu sắc hơn về suy thoái kinh tế và thắt chặt các quy định của Bắc Kinh. Cuối cùng là chứng khoán Hàn Quốc thêm một ngày ảm đạm, ghi nhận một tuần tồi tệ nhất trong 7 tháng. Kết thúc phiên ngày 20 tháng 8, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 267,92 điểm, tức 0,98%, xuống còn 27.013,25 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 38,22 điểm, tức 1,10%, xuống còn 3.427,33 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 466,61 điểm, tức 1,84%, xuống còn 24.849,72 điểm. Và cuối cùng là chỉ số QSBI tại Seoul giảm 37,32 điểm, tức 1,2%, xuống còn 3.060,51 điểm. Trong tuần, Nikkei 225 giảm 3,45%, Shanghai Composite giảm 0,73% và Hang Seng giảm 5,84%, KOSPI giảm 3,49%. Tiếp theo là tin tức về giá vàng và giá dầu. Kết thúc phiên ngày 20 tháng 8, giá vàng giao ngay tăng 0,3 USD, tức 0,02%, lên 1.780,70 USD trên 1 ounce.
Giá vàng tương lai giao tháng 10 tăng 0,9 USD, tức 0,05%, lên 1.781,80 USD trên một ounce. Trong tuần, giá vàng giao ngay tăng 0,05%, giá vàng tương lai giao tháng 10 tăng 0,13%. Giá dầu khép lại tuần mất mát lớn nhất trong hơn 9 tháng với một phiên lao dốc khác vào thứ Sáu, với dự đoán nhu cầu nhiên liệu suy yếu trên toàn thế giới do sự gia tăng của các ca nhiễm COVID-19 không có dấu hiệu hạ nhiệt. Thị trường dầu thô hiện đã giảm 7 phiên liên tiếp. Kết thúc phiên ngày 20 tháng 8, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI giảm 1,37 USD, tức 2,2%, xuống còn 62,32 USD cho một thùng. Giá dầu thô Brent giảm 1,27 USD, tức 1,95%, xuống còn 65,18 USD cho một thùng. Trong tuần, giá dầu thô WTI giảm 9% và giá dầu thô Brent giảm 8%. Tiếp theo là diễn biến thị trường tiền điện tử. Giá Bitcoin ngày 21 tháng 8 ghi nhận vào thời điểm 10 giờ 30 tăng mạnh mức 48.732,99, tăng mạnh 3,25% so với ngày 20 tháng 8. Đồng tiền lớn thứ hai Ethereum tăng 1,82% trong ngày lên 3.274,33 USD. Cardano tăng 5,29% trong 24 giờ lên 2,50 USD. Binance Coin tăng mạnh 6,28%, ghi nhận ở mức 455,66 USD. Tether giảm nhẹ 0,16%, ghi nhận ở mức 1 USD. Ripple ghi nhận ở mức 1,27 USD, tăng 4,96% trong ngày. Dogecoin tăng 2,49% trong 24 giờ, lên 0,3191 USD. Polkadot hiện có giá 28,92 USD, tăng 8,76% trong 24 giờ. Solana tăng mạnh nhất trong top 10 khi tăng tới 11,27% trong ngày, lên 79,94 USD. USD Coin tăng nhẹ 0,68%, ghi nhận ở mức 1 USD. Tổng giá trị thị trường tiền kỹ thuật số ghi nhận ở mức 2.082,87 tỷ USD, tăng 56,85 tỷ USD so với 24 giờ trước. Tiếp theo là tin tức quốc tế nổi bật trong tuần vừa qua. Tin tức đầu tiên, 1.500 tỷ USD vốn hóa bốc hơi từ Tencent đến Alibaba đều chạm đáy, nhưng dòng vốn vẫn tiếp tục tháo chạy. Trong đợt bán tháo được kích hoạt bởi chiến dịch trấn áp của các công ty công nghệ mà chính phủ Trung Quốc ráo riết thực hiện trong những tuần gần đây, hệ số PB của cổ phiếu Tencent đã giảm xuống mức thấp hơn cả khủng hoảng tài chính 2008. Cổ phiếu Alibaba niêm yết tại Hồng Kông rơi xuống mức thấp kỷ lục, trong lúc chỉ số Hang Seng tuần qua cũng đã rơi vào thị trường con gấu. Các nhà đầu tư đại lục, những người đã mạnh tay mua vào khi khối ngoại bán tháo hồi tháng 2 và tháng 3, cũng bán ròng cổ phiếu Tencent kể từ tháng 6 đến nay, theo dữ liệu của Bloomberg. Môi trường chính sách khó khăn hơn buộc các công ty phải thu hẹp các kế hoạch mở rộng, trong khi luật chống độc quyền đẩy tăng mức độ cạnh tranh. Lần đầu tiên trong 2 năm trở lại đây, doanh thu của Alibaba không đạt kỳ vọng vì tất cả các mảng từ đám mây đến thương mại điện tử đều giảm tốc. Tiếp theo, số tiền Mỹ đã đốt ở Afghanistan nhiều hơn cả tài sản của Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates và 30 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ còn lại. Trong vòng 20 năm kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001, Mỹ đã chi hơn 2.000 tỷ USD cho cuộc chiến ở Afghanistan. Tương đương trong suốt 2 thập kỷ qua, Mỹ đã chi ra 300 triệu USD mỗi ngày, hay tương đương là 50.000 USD cho mỗi người dân Afghanistan, nước này có 40 triệu dân. Tạp chí Forbes đã có một so sánh, chi phí mà chú Sam đã bỏ ra để chống lại Taliban còn lớn hơn tổng tài sản của Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates và 30 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ còn lại. Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Brooks, Mỹ đã trả hơn 500 tỷ USD và đến năm 2050, chỉ riêng chi phí lãi vay liên quan đến cuộc chiến này cũng có thể lên đến 6.500 tỷ USD. Con số này tương đương với 20.000 USD trên đầu mỗi người công dân Mỹ. Cuối cùng, YouTube thất bại tỷ đô của Google sau 15 năm, doanh thu quảng cáo chỉ bằng hãng truyền hình hạng trung dù mang tiếng là ông lớn trong lĩnh vực video. YouTube có thể được coi là một trong những nền tảng mạng xã hội thành công nhất thế giới. Thương vụ Google mua lại nền tảng này được cho là một trong những thành công lớn nhất của ông lớn công nghệ. Tuy nhiên, theo tờ New York Times, YouTube lại đang hoạt động kém hiệu quả sau 15 năm được Google mua lại nếu so sánh với những gì các nhà đầu tư đã bỏ ra và kỳ vọng vào nền tảng này. Nói chính xác hơn, dù mang tiếng là một trong những cỗ máy kiếm tiền cho Google, nhưng YouTube chưa phát huy hết tiềm năng của mình.
Số tiền mà YouTube kiếm được từ bán quảng cáo, nguồn thu chính của nền tảng này trong năm qua là khoảng 11,2 tỷ USD. Nếu đem ra so sánh thì chúng chẳng hơn số tiền quảng cáo của hãng truyền hình hạng trung Viacom CBS tại Mỹ là bao. Bản tin tài chính tuần thứ 3 tháng 8 được Money Studio tổng hợp từ báo điện tử Cà Phê F, Tin Nhắn Chứng Khoán, Cà Phê Đầu Tư và VOH xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tài chính số tiếp theo vào cuối tuần sau nhé.